Ngồi trong con đặng phi thường, mẹ đem con đến tận đường hằng sanh. Tình mẹ thiêng liêng bao la hơn trời biển. Người là Đức Diêu Trì Kim Mẫu, tức Phật Mẫu, chưởng quản cung Diêu Trì, dưới có cụ vị tiên nương. Vì thương đàn con khờ còn trầm luân chốn trần gian khổ ải, nên người đã cùng cụ vị tiên nương hàng năm chọn ngày rằm tháng 8, chọn dùng đất Tây Ninh để mở hội yến Diêu Trì cung cho toàn thể nhân sanh sớm xa lần cõi tạm nhân gian, đến gần tiên cảnh mà trở về chốn quê xưa cảnh cũ. Diêu Trì Kim Mẫu và cửu vị tiên nương. Diêu Trì Kim Mẫu là mẹ sanh của toàn thiên hạ, chưởng quản tạo hóa thiên. Ai đã đến thế gian này đều phải nhớ ơn Phật Mẫu, vì các nguyên nhân nơi tạo hóa thiên đều do Phật Mẫu lựa chọn cho xứng trần, chịu khổ, học khôn cho tới đoạt thành Phật vị. Ơn tạo hình hài, ơn dưỡng nuôi giáo hóa và ơn diều dẫn thoát trần của Phật Mẫu là vô lượng vô biên. Hai chữ Kim Mẫu là hai chữ nói tắt, chính là Kim Bàn Phật Mẫu trong Di Lặc Chân Kinh có chỉ rõ. Bởi vậy, nơi cõi trần, Phật Mẫu là mẹ sanh của toàn nhân loại, và nơi cõi hư linh, Phật Mẫu là mẹ của các thần thánh tiên Phật. Hiện nay, Đức Phật Mẫu ngự tại cung Diêu Trì, ở từng trời tạo hóa thiên, là từng trời thứ 9 trong cửu trục thiên. Theo Di Lặc Chân Kinh, Đức Phật Mẫu cùng các vị Phật quản sanh Phật, dưỡng dục Phật, chưởng hậu Phật, thủ luân Phật, cùng với cửu vị nữ Phật và hằng hà sa số chư Phật khác thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục quần sanh quy nguyên Phật vị. Đức Phật Mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh từ khác nhau tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây. Phật Mẫu là mẹ thiêng liêng của toàn cả vạn linh và chúng sanh. Diêu Trì Kim Mẫu là vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì cung. Kim Bàn Phật Mẫu, Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì cung. Cửu Thiên Quyền Nữ là Đức Phật Mẫu rất quyền diệu, ngự tại từng trời tạo hóa thiên, là từng thứ 9 trong cửu trùng thiên. Đức Mẹ Thiên Liên, Đại Từ Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Mẹ Sanh và bốn vị Tiên Hầu Diêu Trì Kim Mẫu. Thứ nhất, Đổng Sông Thành mặc áo xanh, đứng bên mặt Đức Phật Mẫu đắc vị quảng sanh Phật. Thứ hai, Dương Tử Phá mặc áo xanh, đứng bên trái Đức Phật Mẫu đắc vị dưỡng dục Phật. Thứ ba, Hứa Phi Yến mặc áo vàng, đứng bên mặt Đức Phật Mẫu đắc vị chưởng hậu Phật. Thứ tư, An Phát Trinh mặc áo vàng, đứng bên trái Đức Phật Mẫu đắc vị thủ luân Phật. Cửu vị tiên nương, cửu vị nữ Phật. Cửu vị tiên nương là chính vị tiên nữ ở Diêu Trì cung, từng trời tạo hóa thiên, hầu cận Đức Phật Mẫu và giúp việc cho Đức Phật Mẫu. Dưới quyền Đức Phật Mẫu có cửu tiên nương trông nom về cơ giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hàng hà sa số Phật trông nom về cơ phổ độ mà Quan Thế Âm Bồ Tát là đấng đứng đầu. Cửu vị tiên nương đã lập được nhiều công quả trong thời khai đạo, dẫn dắt các nguyên căn đi vào con đường đạo đức và làm môn đệ cho Đức Chí Tôn, để các vị nguyên căn trở thành tướng soái cho Đức Chí Tôn khai đạo. Nhờ công quả này, cửu vị tiên nương đắc phong vào hàng Phật vị, nên còn gọi là cửu vị nữ Phật.
Nhiệm vụ của cửu vị tiên nương, từ nhất nương đến cửu nương trong cửu trùng thiên, nơi cõi thiên liêng như sau. Thứ nhất, cô nhất nương. Nhất nương cầm đàn tỳ bà, cai quản giường ngạn quyển, thuộc tầng trời thứ nhất của cửu trùng thiên, đón tiếp các chân hồn quy thiên đi vào cửu trùng thiên, xem xét các nguyên nhân đang còn sống nơi cõi trần hay đã quy liễu. Mỗi đóa hoa trong giường ngạn quyển là một chân linh. Khi chân linh tái kiếp xuống trần thì hoa nở, khi quy liễu thì hoa héo tàn. Khi chân linh làm điều đạo đức thì sắc hoa tươi thắm, còn làm điều gian ác thì sắc hoa ủ dột xấu xí. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, nhất nương có tên là Hoàng Thiều Hoa, một vị nữ tướng tài giỏi dưới thời Hai Bà Trưng. Do đó trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung, bài thầy hiến lễ nhất nương khởi đầu bằng chữ hoa. Thứ hai, cô nhị nương. Cai quản vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu, thuộc tầng trời thứ nhì của cửu trùng thiên, đón tiếp các chân hồn quy thiên đến vườn đào tiên, mở tiệc trường sanh đãi các chân hồn và đưa các chân hồn đến ngân kiều để cởi kim quan bay lên ngọc hư cung. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, nhị nương có tên là Cẩm. Do đó trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung, bài thài hiến lễ nhị nương khởi đầu bằng chữ Cẩm. Tam nương cầm quạt Long Tu Phiến, đón tiếp các chư hồn đến tầng trời thứ ba là Thanh Thiên, thả thuyền Bát Nhã nơi bể khổ, đưa các chân hồn có đủ phước đức qua khỏi bến mê sang bờ giác, quy hồi cụ vị. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, tam nương có tên là Tuyến. Do đó bài thài hiến lễ tam nương trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung có chữ khởi đầu là Tuyến. Tứ nương cầm kim bảng, hướng dẫn các chân hồn đến tầng trời thứ tư là Quỳnh Thiên, làm giám khảo tuyển chọn các văn tài trong mỗi khoa thi. Ai hiền đức và học giỏi, cô mới cho đỗ đạt. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, tứ nương có tên là Gấm. Do đó bài thài hiến lễ tứ nương trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung có chữ khởi đầu là Gấm. Ngũ nương cầm cây Như Ý, tiếp dẫn các chân hồn đến tầng trời thứ năm trong cửu trùng thiên và tầng Xích Thiên. Nơi đây chân hồn được hướng dẫn đến chiếu giám minh cảnh đài để xem rõ ràng các tội phước mà mình đã gây ra trong suốt kiếp sanh nơi cõi trần, rồi đến cung Ngọc Diệt Hình để mở quyển kinh Vô Tự cho chân hồn thấy rõ quả duyên của mình. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, ngũ nương có tên là Liễu. Do đó bài thầy hiến lễ ngũ nương trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung có chữ khởi đầu là Liễu. Lục nương cầm phướng truy hồn, tức là phướng tiêu diêu, độ dẫn khách trần và tiếp đón các chân hồn đến tầng trời thứ sáu là Kim Thiên, đưa chân hồn đến đài Huệ Hương, xông thôn chân thần, trỗi nhạc thiên thiều, đưa chân hồn lên cõi Niết Bàn. Do đó bài thài hiến lễ lục nương trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung có chữ khởi đầu là Huệ. Thất nương cầm bông sen, hướng dẫn các chân hồn đến tầng trời Hạo Nhiên Thiên để bái kiến Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Thất nương là vị nữ tiên đầu tiên giáng bàn, thở còn xây bàn, dùng thi văn để dẫn dắt các vị nguyên căn vào cửa đạo, làm môn đệ cho Đức Chí Tôn để sau này các vị ấy trở thành tướng soái cho Chí Tôn mở đạo. Thất nương là để lòng từ bi tình nguyện, lãnh lệnh Ngọc Hư Cung đến cõi âm quan để giáo các nữ tội hồn, để họ sống thức tỉnh mà được tái kiếp trả cho xong căn quả và lo tu hành lần về cụ vị. Trong một kiếp giáng trần gần đây nhất,
cô có tên là Dương Thị Lễ, sinh năm 1900 tại Chợ Lớn, con của ông Dương Quang Trân và bà Đỗ Thị Sang, con gái của Tổng đốc Phương. Ông Dương Quang Trân làm đốc phủ, là anh ruột của ông Dương Quang Kỳ, đắc phong giáo sư Thượng Kỳ Thanh ở Thánh Thất Cầu Kho. Cô Lễ bị bạo bệnh mất năm 18 tuổi. Bác nương cầm giỏ hoa lam, dày công giáo hóa và xây dựng đạo cao đài buổi sơ khai, có phần sự độ rỗi các nguyên nhân còn tại thế, nhất là nữ phái, tiếp đưa các chân hồn đến tầng trời phi tưởng thiên, bái kiến đức từ hàng Bồ Tát. Tại báo ân đường Kim Biên, Nam Giang, đức Phạm Hộ Pháp Phò Loan, bác nương giáng cơ cho bài Phật Mẫu Chân Kinh để cúng đức Phật Mẫu. Đây là một bài kinh vô cùng quan trọng của đạo cao đài, cho biết quyền năng của Phật Mẫu, mà từ thuở xưa tới giờ chưa có bài kinh nào như vậy. Bác nương cùng đức cao thượng phẩm luân phiên giáng cơ dạy về luật tam thể và diêu trì cung, tạo thành một tài liệu học đạo rất quý báu. Bác nương giáng trần ở nước Trung Hoa vào thời nhà Tây Hán, có tên là Hớn Liên Bạch, họ là họ Hớn. Tên Liên Bạch có nghĩa là hoa sen trắng. Sau đó lại giáng trần nơi nước Việt Nam, sanh vào nhà họ Hồ. Do đó bài thầy hiến lễ bác nương khởi đầu bằng chữ Hồ Hớn, là hai họ, họ Hồ và họ Hớn. Hoa sen trắng là Liên Bạch tên cô. Cụ nương cầm ống tiêu có phần sự giác ngộ các chân hồn bị đọa lạc nơi trần thế, tiếp dẫn các chân hồn lên đến tầng trời tạo hóa thiên, tầng thứ 9 trong cụ trung thiên, để bái kiến đức Phật Mẫu. Trong một kiếp giáng trần gần đây nhất, cụ nương có tên là Cao Thị Khuyết, sinh năm Bính Thân 1895 tại Bạc Liêu, con của ông đốc phủ xứ Cao Minh Thanh và bà Tào Thị Xúc. Cô là con gái út thứ 9, người anh ruột thứ 6 là ông Cao Triều Phát. Cô mất năm Canh Thân năm 1920, hưởng được 25 tuổi. Mộ của cô vẫn còn tại Bạc Liêu, cách thị xã Bạc Liêu chừng 2 cây số về hướng đi Vĩnh Châu. Mộ cô làm bằng đá xanh rất kiên cố, xây giữa đồng ruộng trong khu đất dành làm nghĩa trang cho dòng họ Cao ở Bạc Liêu. Bài thầy hiến lễ cụ nương trong lễ hội yến Diêu Trì Cung bằng chữ Khiết.